Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Rồi thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay lại với con Loli Pha Ke này nhé mọi người. Thì hôm nay mọi người thấy nó xuất hiện thì mọi người cũng đã biết rồi. Đương nhiên là chúng ta sẽ làm về liên quan đến trái quỷ. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm ở C3, tại vì chúng ta cũng làm ở C3 nhiều rồi. Thì ngày hôm nay mình thiết nghĩ là mình sẽ làm ở C1 nha mọi người. Mình làm hẳn ở C1 luôn cho nó hấp dẫn. Thì ở C1 thì mình sẽ lụm hai trái quỷ, và mình sẽ gọi là lụm hai trái quỷ, và mình sẽ làm gì ta? Lụm hai trái quỷ và random hai trái quỷ đi. Được không ta? Lụm hai trái quỷ và random một trái đi, đúng rồi. Lụm hai trái quỷ và random một trái đi. Còn thử ba trái thôi mọi người à. Để xem thử có ba, chỉ cần ba trái quỷ thôi thì cái con Loli Pha Ke này nó có đem là cái sự may mắn cho mình hay không nhé mọi người. Chứ mình cũng không muốn làm ở C2 với C2 với ở C3 nhiều nữa mọi người. Mình muốn làm thử về C1 đi. Làm ở C1 nhé mọi người. Và bây giờ mình sẽ di chuyển về C1, hay là chúng ta không, mình nghĩ là chắc là mình làm ở ở server VIP đi. Chứ mà làm ở server thường thì nhiều khi là có hack nữa. Bây giờ hack nó đang quay lại khá là đông mọi người ơi. Nên mình thiết nghĩ là mình cũng nên làm ở server VIP thôi mọi người ạ. Thì mình sẽ thử random một trái và lụm hai trái ở server thường, coi thử coi cái vận may của mình đó, gọi là ngày hôm nay nó như thế nào nha mọi người. Tính ra thì chỉ cần ba trái thôi, nếu ra mà tính ra bây giờ game á up thì nó không không chịu up. Bây giờ chỉ biết làm đi lập trái quỷ này kia cho mọi người xem thôi, chứ mình cũng không biết làm gì giờ mọi người à. Thì ngày hôm nay có một điều là tôi đã dẹp cái đuôi của nó đi rồi. Tôi quyết tâm mà tôi gắn cái đuôi con cá vô nhé mọi người. Tôi không có để cái đuôi đuôi tròn vô nữa, cái đuôi của con tròn nữa, mà tôi sẽ gắn cái đuôi con cá vô nhé mọi người. Đó, đuôi con cá của tộc V4. Tại vì gắn cái đuôi con cá thì chúng ta sẽ không mặc được cái váy này mọi người. Đấy, mọi người thấy cái váy ngay cái tai không nè? Để tôi cầm lên này, cái váy ngay cái tai. Nếu mà chúng ta mặc cái nếu mà chúng ta mặc cái đuôi vô thì chúng ta sẽ không mặc được cái váy đó, nên mình thích mặc cái váy hơn, nên mà mình mặc vô nhìn cho nó đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển về server VIP nha mọi người. Mình sẽ chọn server VIP của ai ta? Mình sẽ chọn mọi người thích server VIP của ai nè. Để mình bật cái màn hình lên cho mọi người xem ha. Các bạn thích màn hình thì đây. Để tôi coi thử, tôi bật tôi di chuyển về server VIP ai. Chắc là tôi sẽ thử chơi xem VIP của Nhi đi. Thường tôi trong đây thì nó sẽ không biết tôi ở đâu đâu mọi người ạ. Đấy, giờ tôi núp lùm ở bên server 1 nha mọi người. Giờ là tôi núp lùm ở bên C1 nha. À, vô game nhé mọi người. À, tôi vô game, xong tôi đi random, xong tôi chờ thử coi lụm hai trái liên tục. Nếu như mà không được thì tôi có thể lụm ba trái, có thể random này kia. Nói chung là trước mắt là chúng ta sẽ lụm hai trái và random một trái. Và nhớ là C1 và con Loli này được bỏ cái phần đuôi đi nhé mọi người, không để đuôi nữa. Mình thì mình không thích cái đuôi đó lắm, đuôi đó hơi xấu mọi người ạ. À, cái đuôi này thì mình chơi trang gì này, nó cái độ thẩm mỹ của nó về cái đuôi đó thì nhìn nó quá là bình thường. Bây giờ mình sẽ đi qua cái rừng nhé mọi người, mình sẽ đi qua cái rừng rồi. Đây mình sẽ random nha mọi người, hãy coi coi random cái trái quỷ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay là cái gì đây, của con Loli Bạc Tham nó quay trở lại. Vâng, như vậy là một trái băng khá là ngon mọi người ạ. À, trái này thì có giá trị về BBB. Trái nào bây giờ trái nào có giá trị BB là chúng ta gọi là cũng ngon nha. Thì trừ những trái kilo chớp quay rồi trọng lượng rồi nó mấy trái đó thì đương nhiên là không BB rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ thử lụm hai trái sẽ là lụm được hai trái gì với mọi người. Hy vọng thì nó sẽ ra một cái trái gì đó. Mình chỉ yêu cầu bây giờ lụm được trái chấn động nè, trái chấn động mình mới làm clip BB cho mọi người xem. Trái chấn động hoặc là một trái tơ mình đã làm rồi. Thôi nói chung thì cứ chờ đi nha mọi người, coi ra trái gì nha. Rồi thì trái quỷ đầu tiên nó đã xuất hiện nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thử đi lập trái quỷ đầu tiên, xong rồi mình sẽ về mình đâm lại nha mọi người. Hồi nãy mình đứng 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 tự nhiên mình bị gọi là văng game rồi mọi người ạ. Mình mới vừa giao lại, trời ơi biết đâu đó là một cái pha văng game ngon lành đó chứ. Kiểu như nó biết mình ra trái quỷ cùi á, nó cho mình văng game mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm nha mọi người, để coi thử coi cái trái quỷ đầu tiên mình lụm được ở C1 sẽ là trái gì của ngày hôm nay. Và mình về mình sẽ random lại nha mọi người. Đấy, hôm nay con Loli này quay về C1 để lượm trái quỷ, và kèm theo đó là cắt dụng cái đuôi rồi. Cái đuôi xui quá mọi người. Cái này thì chắc là mình sẽ đi đi bộ từ từ mình tìm thôi. Tại vì mình không có nhớ cái mấy cái đảo này tên gì á mọi người, nên mình không có gọi là không có đi một phát qua tới bển được. Mình nếu mình biết tên đảo thì mình còn tay le được, còn cái này là mình không biết tên đảo mọi người ơi. Không biết tên đảo thì bắt buộc là mình phải đi bằng cái kiểu này thôi, đi gọi là đi
đi nguyên thủy mọi người ạ. Đáng lẽ là ba trái nhưng mà kỳ này chắc là sẽ nâng lên 4 trái. Đấy. Giờ lượm xong rồi chúng ta sẽ chờ, giờ chắc là random được luôn, không biết là random được không, nhưng mà chắc chắn trái quỷ thứ hai là mình sẽ random được, tại vì nãy mình bị văng game mà. À, nhưng mà vấn đề là phải lượm được trái quỷ xịn, cho dù văng game vô lại mà nó trái quỷ cùi cũng vậy thôi đúng không? Ui giời ơi, trái lửa mọi người, hồi nãy trái băng thì trái lửa rồi là băng lửa luôn, lô sấp rồi mọi người ạ. À. Không sao, không sao, mấy trái này là một trong những trái ngon mà đúng không? Bây giờ mình sẽ te lan ngược về lại rừng nè. Không biết là mình đã random được hay chưa. Bây giờ mình sẽ vứt trái quỷ ở đây nha. Nãy có trái băng ở đây nữa thì đẹp rồi. Để coi có random được hay không. Bên đây thì chúng ta sẽ không có đánh hay tặc hay đánh nhà máy hết nha mọi người. Ồ, 6 phút nữa là random được. Vậy là xíu nữa mình sẽ đi lượm cái trái quỷ xong rồi mình giờ mình random gọi là cũng coi như là 4 trái nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những cái trái quỷ tiếp theo nó xuất hiện để coi thử coi ngày hôm nay ở C1 với con Loli bật tham mà quay lại với cái gọi là bằng cái váy kiểu mod này. Mình tưởng trong game nó chỉ có cái váy kiểu này thôi mọi người à. Và ngày hôm trước mình mới vừa đi ra ngoài mình gặp có người bằng cái váy kiểu này thiệt, tưởng là do lý do là nó bị lỗi không hiện thị ở trước, nhưng mà thật sự có cái váy nữa như thế này là ở trước chúng ta có thể mặc đồ. Cũng hay đó, game này cũng thay ông mod thời trang ghê ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục trái quỷ tiếp theo nhé mọi người. Rồi thì trái quỷ đúng cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nhé mọi người, thì còn hình như là 400 mấy mét, hình như là mé bên kia nữa hay sao rồi mọi người ạ. À. Thì để bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nha, mình cũng chẳng là đi bộ thôi mọi người ạ. À. Mình nghĩ là mình cũng phải đi bộ thôi chứ thật sự mình cũng không biết là ở đâu, chắc chắn là bên đảo trời rồi. Mà đảo trời thì te le đi thì mình cũng không có biết là nó nằm ở trên hay nằm ở dưới, nên thôi mình cứ đi bộ đi mọi người ạ. À. Mình lượm xong rồi mình te le về cái rừng thì chung cũng được mà đúng không? Để xem coi kỳ này thì chúng ta sẽ lượm được trái quỷ gì đây. Em không biết khi nào mới up giờ thì đi lượm trái quỷ. À, ngày hôm nay tính ra có lượm được cái lửa, lượm được cái băng cũng chưa. Thì lượm được cái lửa, đâm được cái băng. Để coi cái trái gọi là cái trái thứ hai của chúng ta sẽ là trái gì nha mọi người. Hy vọng là một trái gì đó có giá trị sử dụng một tí nhá. À, có giá trị sử dụng một tí là được. À, ui giời ơi, trái này thì không rồi mọi người ơi. Trái này tuy là nó có đắt đi chăng nữa nhưng mà xài không được rồi, nó cũng vứt bỏ rồi mọi người ạ. À. Chả dùng được cái gì đâu. Ơ à, kìa, sao lại tay le vậy đây, mình sẽ đi về cái rừng nha. Ai, mình sẽ đi về cái rừng. Ảo thật đấy, rừng đây. Mình sẽ vứt cái trái hồi sinh ở đây nha mọi người. Đấy, vứt cái trái hồi sinh ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ random nha. Để random coi thử coi cái trái cuối cùng của chúng ta sẽ là trái gì đây. What the fuck. Rồi bữa nay con Loli này làm việc vậy là hỏng rồi mọi người ơi. Bữa nay con Loli làm việc trái băng, trái lửa. Đúng rồi, có lửa là phải có muốn có lửa rồi, phải có trái bơm. À, bơm nổ rồi mới có lửa, lửa xong rồi chúng ta sẽ hồi sinh. Đấy, nghe hay vậy chứ. Có băng, có lửa, phải có gì lộn, có lửa, có bơm, có lửa, rồi có hồi sinh, xong rồi băng là kiểu chết rồi hay sao chứ, nhưng mà thôi không sao mọi người ạ. À. Dù gì là cũng là một cái clip gọi là quay lại tìm trái quỷ này kia cho mọi người xem thôi, coi cho vui, chứ lại là cũng lâu rồi mình không tìm trái quỷ bên C1 cho mọi người xem thì cũng tìm luôn ha. Nói chung là trái lửa với trái bơm này hình như là những mấy cái trái này là chắc là có giá trị sử dụng, mình có thể gọi là lụm nó để chúng ta đi bê, nhưng mà chắc là mình sẽ đãi đây để mình chụp cái hình chứ mình cũng chưa cắt bỏ cho mọi người. Chắc là mình cũng sẽ kết thúc cái video tại đây luôn nhé. Nếu mấy bạn thấy video này hay thì mấy bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi bạn có ý tưởng gì có thể để lại bình luận bên dưới luôn. Bye bye.